Make you play a room rare.
đàn ai vẽ thành tranh rừng xanh nhìn nước biển xanh, bao nhiêu biển rừng bao chiến tích lấy lừng, nào ai du khách về thăm nắng tình miền quê khó rời. U Minh đất lũy là đây bóng Trà Miên làng nước dân quanh, bao năm đàn thù chính chiến đã xéo dày, mà U Minh vẫn bền gan bóng Tràm tỏa hương ngát trời. Gió ơi gió từ biển khơi theo con tàu về bên cảng, biển ơi muôn đời heo than trong trái tim người xây dựng quê hương, lắng lên từng ngày đất biển kiên giang. Vô thăm bến cảng Hòn Chông ghé chùa Hang, phụ tử chờ mong xa xa một màu xanh phố quốc giấy chào, đảo xa chan chứa tình quê đến rồi lòng không muốn về. Đi thăm đất biển Hà Tiên cảnh đẹp xinh, cuộc sống phồn vinh trăng soi dịu dàng trên bến nước Đông Hồ, và Tô Châu vẫn còn đây muôn đời cùng non nước này. Lắng nghe muôn vàng lời ca nơi ngàn xa, lung linh màu hoa cho ta khung trời ước mơ. Nhớ từ ngày xưa chiến tranh đất kiên giang đã nêu gương hùng anh, thanh bình về trên biển xa và trải qua bao cần lao cho bây giờ tranh màu thêm thắm tươi. Và gió vẫn đưa từ biển mẹ thân thương ngọt ngào như khúc nhạc sóng gào như sức trẻ. Kiên Giang là con thuyền chở nặng những chiến công, mây đã tan rồi sẽ ló dạng hừng đông, rừng xanh mời gọi thuyền về cập bến, nhộn nhịp phố phường nhịp điệu hăng say, người người chung tay dựng xây thành phố. Yeah.
rồi qua hòn phố tới ghé lại chùa hăng càng rung động ngọt ngào. Xa xa màu xanh phố bất dễ chào, biển đảo xa xôi không còn cách trở, nối nhịp cầu tình bằng ý tổ chức đang nhận tín hiệu trọng tài xuất. Thưa quý vị và các bạn, như vậy chúng ta sẽ trở lại cuộc đua ghe ngò cự ly 8 năm tại Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ 14 năm 2022. Ở lượt trận đấu thứ hai này, đó là cuộc so tài diễn ra giữa Gò Đất Châu Thành và Sóc Ven Mới của Gò Quao. Ở lượt trận đấu đầu tiên diễn ra thì đã có kết quả như sau: Tổng Quảng đã giành được chiến thắng trước Sóc Ven Mới. Như vậy đã có tín hiệu xuất phát diễn ra giữa Gò Đất và Sóc Ven Mới. Gò Đất của Châu Thành đã gặp một bất lợi ở lượt trận đấu đầu tiên khi đã không thể vượt qua được Sóc Ven cũ. Trong khi đó thì Sóc Ven Mới ở lượt trận đấu đầu tiên đã giành được chiến thắng trước. Xin lỗi bạn, như vậy Sóc Ven Mới cũng là đội đã để thua Tổng Quảng ở lượt trận đấu đầu tiên. Như vậy đây là tại bảng A, cuộc so tài của hai đơn vị đã thất bại ở lượt trận đấu đầu tiên. Đây là một cuộc so tài diễn ra mang ý nghĩa quyết định cho chiếc vé tiến vào vòng trong. Thời tiết trên sông Cái Lớn vào lúc này là khá lý tưởng cho các đội đua. Bà con cũng đã hội tụ khá đông để theo dõi cuộc đua diễn ra giữa các cặp đấu như Gò Đất Châu Thành gặp Sóc Ven Mới ở lượt trận thứ hai. Cho đến lúc này thì chúng tôi cũng đã nhận thấy cặp đấu tiếp theo, đó là cuộc so tài giữa Tổng Quảng và Sóc Ven cũ cũng đã xuất phát.
trên màn ảnh đó là sóc đen cũ, có số đeo là số 3. Một lượt đấu diễn ra có 5 cặp và diễn ra khá nhanh. Tuy nhiên khoảng thời gian mà để đưa các đội đua trở lại và xuất phát là khá lâu. Cho đến thời điểm này thì các đội có được lợi thế đó là Tổng Quản, Sóc Văn Cũ, Thủy Liễu, Sóc Sơn Một và Thôn Dôn của thành phố Rạch Giá. Trên màn đó là sóc viên mới của Cầu Wow. Đây là thời điểm mà sóc viên mới cùng với Gò Đất đang bước vào giai đoạn mang tính quyết định. Họ sẽ nỗ lực để có được chiến thắng tại lượt trận thứ hai và hy vọng là bước vào những lượt đấu tiếp theo. Đó là nền tảng để bước vào những lượt đấu tiếp theo và có kết quả tốt để tiến thẳng vào vòng trong. Tại vòng bảng sẽ diễn ra đến 3 lượt. Cho đến lúc này thì hai đội Gò Đất và Sóc Vàng Mới đang diễn ra rất quyết liệt. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Trên màn ảnh đó là Sóc Vàng Mới. Sóc Vàng Mới có vẻ như không có được lợi thế. Như vậy đội giành được chiến thắng ở cặp đấu này là Gò Đất của Châu Thành. Như vậy Gò Đất của Châu Thành đã có được một trận thắng tại vòng bảng. Đây là cuộc so tài diễn ra giữa Tổng Quản và Sóc Văn Cũ. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Hai đội đều trong trang phục màu vàng, rất khó phân biệt. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Tổng Quản có số đeo là số 7. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn có vẻ như Tổng Quản cũng đang có được lợi thế. Đây là chặng đường về đích của hai đội Tổng Quản và Sóc Văn Cũ. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Tổng Quản đang băng băng tiến về đích và chúng ta hãy cùng chờ xem nỗ lực của Sóc Văn Cũ diễn ra như thế nào. Cho đến lúc này thì ở góc quay này có vẻ như đã Tổng Quản đã vượt qua cả một thân ghe. Không có tính bất ngờ khi mà Tổng Quản đã giành được chiến thắng. Thưa các bạn, như vậy tại bảng A thì Tổng Quản đã có 2 chiến thắng. Đó là một lợi thế rất lớn cho đội Tổng Quản để bước vào vòng sau. Như vậy chúng ta tiếp tục đến với cuộc tranh tài giữa Cà Nhung có số đeo là số 10 và Thủy Liễu có số đeo là số 8. Ở lượt trận đấu đầu tiên thì Thủy Liễu đã có chiến thắng, còn Cà Nhung thì đã để thua Sóc Sơn 1. Đây là trận đấu có ý nghĩa mang tính quyết định đối với Cà Nhung. Đội nam Cà Nhung thì không được đánh giá cao như đội nữ. Ở Gò Quao thì đơn vị Sóc Sâu cũng là một trong những đơn vị có truyền thống thi đấu rất tốt. Ở những năm trước thì Sóc Sâu thường tiến thẳng vào vòng trong và có được những vị trí thứ hạng khá cao. Chúng ta hãy cùng chờ xem nỗ lực về đích của hai đội Cà Nhung và Thủy Liễu. Như vậy đội giành chiến thắng đó là đội Cà Nhung. Sau khi thất bại ở lượt trận đấu đầu tiên trước Sóc Sơn 1 thì ở lượt trận đấu thứ hai, Cà Nhung đã khẳng định được mình và vượt qua Thủy Liễu. Đó là một chiến thắng rất có ý nghĩa đối với Cà Nhung để nuôi hy vọng biết bước vào vòng sau. Tại bảng B thì có các đội là Thủy Liễu,
Sóc Sâu, Cà Nhung và Chắc Kha Cũ của Châu Thành. Trên màn ảnh đó là cuộc so tài giữa Chắc Kha Cũ của Châu Thành và Sóc Sâu 1 của Gò Quao. Ở lượt trận đấu đầu tiên thì Chắc Kha Cũ đã để thua Thủy Liễu. Nếu như Sóc Sâu 1 giành được chiến thắng ở trận đấu này thì Sóc Sâu 1 gần như cầm một chiếc vé để tiếp bước. Còn Chắc Kha Cũ nếu như để thua thì hy vọng để lọt vào vòng sau là khá mong manh. Ở trận đấu này thì Chắc Kha Cũ trong trang phục màu vàng chanh, còn Sóc Sâu 1 trong trang phục màu vàng nghệ. Vào lúc này thì có vẻ như là Sóc Sâu Cũ cũng đang có được ưu thế. Chắc Kha Cũ có số đeo là số 9, còn Sóc Sâu có số đeo là 11. Chúng ta hãy cùng chờ xem nỗ lực của hai đội trong quãng đường còn lại. Cho đến lúc này thì Sóc Sâu có vẻ được vượt qua. Sóc Sâu vượt qua rất hay. Sóc Sâu là một trong những đội nam được đánh giá rất cao tại giải đấu này. Rất quyết liệt và so kè với nhau. Sóc Sâu đã vượt qua và về đích một cách ngoạn mục để giành được chiến thắng thứ hai liên tiếp tại vòng bảng. Thưa các bạn, như vậy vào lúc này thì tại bảng B, Chắc Kha Cũ của Châu Thành đã để thua hai trận liên tiếp và khả năng đi tiếp là không cao. Chúng ta hãy cùng chờ xem lượt trận đấu cuối cùng của cặp thi đấu cuối cùng của lượt thi đấu thứ hai. Đó là cuộc tranh tài giữa cái rút nhỏ của dòng riền và Sóc Sâu 2 của Gò Quao. Ở trận đấu này thì Sóc Sâu 2 có số đeo là số 1. Ở gần phía màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn, còn cái rút nhỏ của dòng riền có số đeo là số 6. Trong trang phục, cả hai đều trong trang phục màu cam và cũng đã về đích. Rất có thể là cái đuốc nhỏ của dòng riền đã về trước. Thưa các bạn, như vậy ở lượt trận đấu thứ hai của các bảng đấu thì Gò Đất đã giành được chiến thắng trước Sóc Quen mới. Tổng khoảng đã vượt qua Sóc Quen cũ. Cà Nhung đánh bại Thủy Liễu. Sóc Sâu 1 giành chiến thắng trước Chắc Kha Cũ và cái đuốc nhỏ đã vượt qua được Sóc Sâu. Sóc Sâu 2. Sau lượt trận đấu này thì tất cả các đội sẽ bước vào lượt trận thứ 3. Ở lượt trận đấu thứ 3 thì Sóc Quen mới của Gò Quao sẽ gặp Sóc Quen cũ. Gò Đất sẽ gặp Tổng Quảng, Thủy Liễu sẽ gặp Sóc Sâu 1. Cà Nhung sẽ gặp Chắc Kha Cũ và Sóc Sâu 2 sẽ thi đấu với Thôn Dung. Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng xem lại những hình ảnh mà chúng ta đã ghi lại được ở lượt trận đấu thứ hai. Đó là cuộc tranh tài giữa Gò Đất và Sóc Quen mới. Đó là tình huống mà Gò Đất đã có được chiến thắng. Một chiến thắng rất có ý nghĩa đối với Gò Đất trước Sóc Quen mới. Tiếp theo đây là pha về đích của Tổng Quảng. Đây là cuộc tranh tài của giữa Tổng Quảng và Sóc Quen cũ. Một tình huống về đích bỏ đối phương đối xa. Đây là tình huống về đích của Cà Nhung.
Cái đội để thất bại ở lượt trận đấu đầu tiên đều thi đấu rất nỗ lực ở lượt trận thứ hai và đều đã có được chiến thắng thuyết phục. Trong đó có Cà Nhung. Thưa các bạn, vào buổi chiều ngày hôm nay thì cũng tại sông Cái Lớn, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang sẽ diễn ra cự ly 800m nam nữ phối hợp. Đây là một nội dung cũng diễn ra rất hấp dẫn khi mà các đội tham gia đều tranh tài rất quyết liệt. Ở nội dung này thì gồm có 7 đội được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm có 4 đội là Sóc Ven Cũ của Gò Quao, Cái Đúc Nhỏ của Dòng Điền, Sóc Số 1 của Gò Quao và Tổng Quản của Gò Quao. Bảng B gồm có Chắc Kha Cũ của Châu Thành, Cà Nhung của Gò Quao và Sóc Ven Mới của Gò Quao. Xem ra thì ở nội dung này cũng đã có đến 5 đội thuộc về đơn vị huyện Gò Quao. 2 đội còn lại là của Châu Thành và Dòng Điền. Và trong khi chờ đợi các đơn vị ghe ngò, chúng ta tập trung vào vị trí xuất phát để chuẩn bị cho các trận đấu của đợt đua ghe ngò thứ 3. Mời quý vị cùng hướng mắt về sân khấu để theo dõi các tiết mục biểu diễn thời trang dân tộc trên nền nhạc dân gian Khmer, dàn dựng nghệ sĩ ưu tú Kim Lim Mét, biểu diễn toàn đoàn và tiết mục Đơn Ca Nam Dòng Máu Lạc Hồng, nhạc Lê Quang, biểu diễn Thế Huy và đoàn cải lương nhân dân Kiên Giang. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Vâng, thưa quý khán giả, trong lễ hội Ó Cầm Bóp truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer thì tối ngày rằm tháng 10 âm lịch ở các chùa, các hộ gia đình trong Phung Sóc đều diễn ra lễ cúng trăng. Và tối hôm nay, ngay tại bờ sông Cái Lớn, thị trấn Gò Vao, huyện Gò Vao cũng sẽ diễn ra lễ cúng trăng. Để hiểu thêm về phong tục này thì chúng tôi có cuộc trao đổi với Hòa Thượng Danh Tổng, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang. Dân thưa Hòa Thượng, xin Hòa Thượng cho biết là về ý nghĩa của lễ cúng trăng. Phục sóc đều diễn ra lễ cúng trăng. Và tối hôm nay, ngay tại bờ sông Cái Lớn, thị trấn Gò Vao, huyện Gò Vao cũng sẽ diễn ra lễ cúng trăng. Để hiểu thêm về phong tục này thì chúng tôi có buồn bày thề đất đời mùa lệ bà giang đi mua nó thả bồ chia tây giờ bà thô chậm qua papa kare chan tivi thơ đam bay sạc đây sóc san bồ chia parat để rô hà nội thành công ti bay sầm đây nâu ca samaki đan pel yup bồ sát tham ai ban thơ tam kê than tầm khan phật rịa ca chiêng một mùi sát tập quán để thuê nâu mát tình lê gà vào nế đòi dương của môn đông nê chia sầm cung ruộng tôi thì ở bọc chô ruộng nâu về tổ xong rồi tùm tục ca nghe ban phật ca rạp phút bò sát đám bay ca phía sắc phép bọc luôn nâu tế một đoàn lệnh nâng chát ra khả năng mực rùa xa một tầm mình nét đám bay thuê thi xâm phê vật khai ở bọc chắc ra đám bay Phật Bồ Sát dương mênh xa mạng rấy thay ra xa xâm đạp nó bộ phí ni bỏ chết bán đôi dương mênh cả ta bay giang tìm mùi chỉ bỏ ra trỏ chỉ Phật Bồ Sát là ổ bọc Phật Sát ná hơi chìa nẹ bần to quên chấm phố bà bà kare chân cho bạn chụp chung hình đẹp bên ngài xíu là tam sẵn hạ cung Phật Sát Sá khách sọc dân thuê đám bay ca phía bà rạc thang đối chế bần đáy bần tít tam phí đám bần đáy tam được biết Phật Sát Sá của khuyên bà rạc thang sẵn bông mẹn chết cho chẳng tăng vì cho hạt lệ kha chỉ muối gật xuống bát than bỏ sừng cúm cho ra sinh nam đi tam bát tít chấm luôn cao sắp buôn bát tít đôi bát xong để chia cả nã cam ca chào nhiều quan ruộng này vừa nấu giúp này hai năng ôn chia sa là các bạn thưa tam bài vô phalu cha thưa hai năng thưa chỉ đối chụp cai chú bản đại về ra xa nâu tập hiệp rôm thực đại mo tha bộ phi ni nạp căn Phật Sát Na âm bọc ngã tay để thưa hai men bờ sông nâng cam mai bà khai trục cho rôm tam rịa ca để dân thưa kính thưa tất cả quý vị đồng bào kính bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni căn cứ hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam căn cứ nội vi ban tăng sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam đều lễ hội đồng kinh sải nước tỉnh Kiên Giang khi phối hợp với các cơ quan ban ngành để cung trăng hôm nay lúc 19 giờ nữa chúng ta đã tổ chức tại nơi đây từ 18 giờ các đoàn cơ quan ban ngành để đi thăm cái bè thị lục một số các vị xong thì chính quyền tặng quà rồi tới từ 19 giờ để cúng trăng. Đây là truyền thông đặc biệt của đồng bào Khmer không thể tách rời và thiếu được. Nhân hôm nay tôi trao đổi ý kiến với chư tăng và Phật tử biết rõ truyền thông tốt đẹp được Đảng và Nhà nước, trong đó đặc biệt chỉ thị 19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
thay thế cho chỉ thị 38 ban bí thư. Nhân vậy chúng ta hãy phát huy truyền thống đoàn kết đúng theo cái lời của Đức Phật, và trong đó dưới sự tạo điều kiện của đảng và chính quyền, lễ cúng trăng có ba ý nghĩa lớn. Một là chúng ta sinh ra từ cha mẹ nuôi dưỡng và khai phá đất đai, chúng ta làm được phần cái quả đầu tiên tốt về truyền thông người Khmer, thì dâng lên chư tăng. Nó mùa này gọi là mùa cúng trăng, với cha mẹ, với cha mẹ cũng theo đạo Ba La Môn, như vậy nó thì ta cúng trăng ngày rằm tháng mười mà theo người Khmer gọi là quanh bô cái đất. Hai là chúng ta để hướng dẫn Phật tử và hướng dẫn các con muốn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ phải đạo đức tác phong tốt, học hành chấp hành tốt một số cái quy chế nội quy của Phật đã chê lại. Trong đó nó Đức Phật muốn tạo điều kiện cho chúng ta, mình làm giàu phải có bố thí phải có đức tính phải có hiền xả. Nhân hôm nay cũng lễ ông bốc theo truyền thống, thì chúng ta thì năm nay nó thì được đảng và nhà nước mở rộng và nâng cao cái truyền thống của đồng bào tộc, chúng ta thì làm lớn hơn năm rồi. Nguyên nhân là ngân sách của đảng và nhà nước cũng có hạn, tạo điều kiện. Nhân dịp này cũng chân thành cảm ơn cấp huyện với tỉnh đã hỗ trợ kinh phí cho năm nay nó hơn 200.000 để tu sửa cái ghe ngò rồi một số công việc. Thay mặt cho ban sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang, thay mặt tôi cái sở nước tỉnh Kiên Giang chân thành cảm ơn, chúc quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong công tác và trong sự nghiệp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn. Thưa các bạn, như vậy cho đến thời điểm này thì tại cự ly 8 đại bãi Nam, cuộc thi đua ghe ngò trong ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ 14 năm 2022 đã trải qua đến 2 lượt đấu và chuẩn bị bước vào thi đấu lượt đấu thứ 3, lượt đấu cuối cùng của vòng đấu bảng. Ở lượt đấu đầu tiên của vòng đấu bảng cự ly 8 đại bãi Nam thì Sóc Vẹn mới đã để thua Tổng Quảng. Sóc Vẹn cũ giành được chiến thắng trước Gò Đất của Châu Thành. Chỉ Liễu giành chiến thắng trước Chắc Hà cũ. Sóc Sâu 1 vượt qua Cà Nhung. Thôn Dôn vượt qua Cái Đúc Nhỏ. Ở lượt trận đấu thứ hai thì Gò Đất của Châu Thành đã giành được chiến thắng. Thưa các bạn, như vậy vào lúc này chúng tôi đã nhận thấy lượt trận đấu thứ ba của vòng đấu bảng cũng là lượt trận đấu cuối cùng. Ở cự ly 800m dành cho nam thì Sóc Vẹn mới so tài với Sóc Vẹn cũ. Cả hai đơn vị đều là của huyện Gò Quao đã xuất phát. Sóc Vẹn cũ có số đeo là số 3 trong trang phục áo màu vàng. Như vậy có hai đội đều đã trong trang phục áo màu vàng giống như nhau. Bởi vì đây là cuộc so tài của hai đơn vị Sóc Vẹn mới và Sóc Vẹn cũ, nên cũng không có gì khó hiểu khi mà hai đội này đều trong đồng phục giống như nhau. Sóc Vẹn mới thì có số đeo là số 5 ở phía xa đường đua, còn Sóc Vẹn cũ có số đeo là số 3 ở phía gần đường đua. Kết quả ở lượt trận đấu thứ hai, Cà Nhung đã chiến thắng trước Tư Liễu, Chắc Hà cũ để thua Sóc Sâu 1, và Cái Đuốc Nhỏ của Dòng Riền đã giành được chiến thắng trước Sóc Sâu 2.
tại bảng A, bảng B và bảng C vào lúc này mọi thứ cũng đang diễn ra khá căng thẳng. Chỉ có sốc số 1 là có được lợi thế. Sốc số 1 nằm ở bảng B. Sau lượt trận đấu thứ 3 sẽ xác định các đội, hay nói chính xác hơn là 8 đội sẽ bước vào tứ kết. Nhất bảng A sẽ gặp hạng 3 của bảng B. Nhất bảng B sẽ gặp đội đứng thứ 3 của bảng A. Nhất bảng C sẽ gặp nhì bảng A. Và nhì bảng B sẽ gặp nhì bảng C. Đó là mã số đã được định sẵn của ban tổ chức giải. Như vậy sau khi kết thúc lượt trận đấu thứ 3 thì chỉ có 3 đội bị loại. Như vậy xác suất bị loại là không cao. Nên ở các trận đấu ở vòng đấu bảng, các đội cũng đang phân sức và thi đấu có trận thắng có trận thua. Bởi vì đội đứng ở vị trí thứ 3 vẫn có khả năng tiếp bước vào vòng sau. Thưa các bạn, như vậy cho đến thời điểm này thì trận đấu đầu tiên của lượt trận đấu thứ 3, Sóc Trăng mới gặp Sóc Trăng cũ cũng đang bước vào giai đoạn về đích. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Sóc Trăng mới đã có 2 trận đấu thất bại ở vòng bảng. Trong khuôn khổ bảng A, Sóc Trăng mới đang gặp bất lợi và gặp Sóc Trăng cũ. Nhiều khả năng Sóc Trăng mới sẽ giành chiến thắng và có được chiến thắng đầu tiên tại vòng bảng. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Sóc Trăng mới là đội có số đeo là số 5 ở phía xa bờ. Đây là chặng đường về đích của Sóc Trăng mới. Chúng ta hãy cùng chờ xem, rất quyết liệt. Ở hai bên bờ sông Cái Lớn vào lúc này thì khán giả đã đến rất đông và cổ vũ rất nhiệt tình. Chúng ta hãy cùng chờ xem, có vẻ như là Sóc Trăng cũ đã vượt qua. Thưa các bạn, như vậy Sóc Trăng cũ đã giành được chiến thắng. Đó là 3 trận thắng liên... Không, như vậy có 2 trận thắng liên tiếp của Sóc Trăng cũ. Sóc Trăng cũ có chiến thắng ở lượt trận đấu đầu tiên trước Gò Đất. Và ở lượt trận đấu này thì họ đã giành được chiến thắng trước Sóc Trăng mới. Với 2 chiến thắng ở vòng bảng thì khả năng đi tiếp của Sóc Trăng cũ là rất cao. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cuộc so tài giữa Gò Đất và Tổng Quảng. Gò Đất có số đeo là số 4, còn Tổng Quảng có số đeo là số 7, trong trang phục áo màu đỏ đang ở phía xa bờ. Không, như vậy trong trang phục áo màu đỏ là của Châu Thành và Gò Đất đã giành chiến thắng. Như vậy trong khuôn khổ bảng B thì Gò Đất đã giành chiến thắng trước Tổng Quảng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với Thủy Liễu và sốc số 1. Sốc số 1 trong trang phục màu vàng có số đeo là 11, còn Thủy Liễu trong trang phục màu xanh có số đeo là số 8. Chúng tôi nhận thấy Cà Nhung và chắc ca cũ của Châu Thành cũng đã xuất phát. Trên mảnh đó là sốc số 1. Như vậy Thủy Liễu trong trận đấu này không phải là đội trong trang phục màu xanh mà là trong trang phục màu đỏ, đang tiến về đích. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Cà Nhung mới là đội trong trang phục màu xanh. Cà Nhung và chắc Kha Cũ cũng đã xuất phát. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Rất hay, như vậy Sóc Sâu Cũ đã có chiến thắng. Tiếp theo đây là cuộc so tài giữa Cà Nhung và chắc Kha Cũ của Châu Thành. Ở trận đấu này thì chắc Kha Cũ của Châu Thành có số đeo là số 9, còn Cà Nhung có số đeo là số 10.
Đây là cuộc tranh tài diễn ra cũng khá quyết liệt và gay cấn, khi mà Cà Nhung đang nỗ lực ở lượt trận đấu cuối cùng để nuôi hy vọng giành được chiến thắng và đi tiếp. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Thưa các bạn, như vậy Cà Nhung đã giành được chiến thắng ở lượt trận đấu này. Ở lượt trận đấu cuối cùng của vòng đấu bảng, đó là cuộc so tài giữa Sóc Sâu 2 và Thôn Dung của Rạch Giá. Vào lúc này thì hai đội cũng đã xuất phát. Ở lượt trận đấu thứ hai thì Thôn Dung đã miễn thi đấu bởi vì Thôn Dung nằm trong bộ bảng C có 3 đội và chỉ thi đấu 2 trận. Thôn Dung đã có được một chiến thắng trước cái đứt nhỏ ở lượt trận đấu đầu tiên. Và khả năng đi tiếp của Thôn Dung thành phố Rạch Giá là khá cao. Sóc Sâu 2 có số đeo là số 1 ở phía xa bờ. Còn Thôn Dung của thành phố Rạch Giá có số đeo là số 2. Thưa các bạn, như vậy Sóc Sâu 2 đã giành được chiến thắng. Thưa các bạn, như vậy lượt trận đấu cuối cùng của vòng đấu bảng thì Sóc Vang cũ đã giành được chiến thắng trước Sóc Vang mới. Gò Đất của Châu Thành đã đánh bại Tân Quảng. Sóc Sâu 1 vượt qua Thủy Liễu. Cà Nhung giành chiến thắng trước Chắc Kha cũ. Và Sóc Sâu 2 đã vượt qua Thôn Dôn thành phố Rạch Giá. Và sau vài phút nữa chúng tôi sẽ cập nhật những đội đoạt được thành tích tiến vào vòng tứ kết nội dung cự ly 800m tại cuộc thi đua ghe ngò ngày hội văn hóa thể thao du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ 14 năm 2022. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những tình huống về đích của các đội tại lượt trận đấu cuối cùng của vòng đấu bảng. Đó là chiến thắng của Sóc Vang cũ. Tại vòng tứ kết sẽ diễn ra 4 trận đấu, đó là cuộc so tài giữa đội giành được hạng nhất của bảng A gặp hạng 3 của bảng B. Chúng ta cũng vừa xem lại tình huống về đích của Gò Đất. Trận đấu ở tứ kết thứ hai là đội nhất bảng B gặp đội thứ ba của bảng A. Đó là pha về đích rất ngoạn mục của Sóc Sâu 1 Gò Quao, một khoảng cách không xa so với Thủy Liễu. Trận đấu tứ kết thứ ba là đội đứng nhất bảng C gặp nhì bảng A. Đây là tình huống về đích của Cà Nhung. Và ở trận đấu tứ kết cuối cùng là đội nhì bảng B sẽ gặp đội đứng nhì bảng C. Sau khi vượt qua vòng tứ kết thì sẽ có 2 trận ở bán kết và trận tranh hạng 3, hạng nhất ở vòng chung kết. Như vậy cho đến lúc này thì cự ly 800m sẽ còn lại 8 trận đấu nữa kết thúc và sẽ có kết quả đội vô địch.
tôi nâng tu quật bằng bùi pi cá đầm bay mây chắp Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi các trận đấu của đợt thi đấu ghe ngò thứ 3. Và trong khi chờ đợi các đội chúng ta tập trung về vị trí xuất phát để chuẩn bị cho các trận đấu của đợt thi đấu thứ 4, xin mời quý vị cùng trở lại với phần văn nghệ của buổi lễ hôm nay. Với tiết mục Kiên Giang mùa xuân về, nhạc Sơn Ngọc Hoàng, lời Khmer Đào Chuông, gian dựng nghệ sĩ ưu tú Kim Limet, biểu diễn Tam Ca Nam và Tấp Múa. Và tiết mục Sông Ca mùa đông, nhạc Tuấn Thành, biểu diễn Thế Huy và Thùy Dương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
với em ta vẫn quen nhau. Vẫn sẽ nhớ mãi mùa đông xưa mà lòng anh bao khát khao. Vẫn sẽ nhớ mãi sinh nhật em hôm nào, đôi môi em thắm tươi làm sao. Khi em ca lên một bài ca rất hay, biết bao người thấy mê say. Và ta quen nhau, ta thiêu hú bên nhau, nụ hôn khóc đầu, ta vừa trao nhau lần đầu. Rồi thời gian lặng lẽ cuốn mau, còn lại anh em đi mau. Vẫn sẽ nhớ mãi một mùa đông xưa, khi anh với em ta vừa quen nhau. Vẫn sẽ nhớ mãi một mùa đông xưa, và lòng anh bao khát khao. Vẫn sẽ nhớ mãi sinh nhật em hôm nào, đôi môi em thắm tươi làm sao. Khi em ca lên một bài ca rất hay, khiến bao người thấy mê say. Mùa đông năm nay anh khiêu vũ bên ai, mùa đông kéo dài cho lòng anh thêm lạnh lùng. Một tình anh với nỗi nhớ mong, một mùa đông mình anh đến sớm. Quen nhau vẫn sẽ nhớ mãi mùa đông xưa mà lòng anh bao khát khao. Vẫn sẽ nhớ mãi sinh nhật em hôm nào, đôi môi em thắm tươi làm sao. Khi em ca lên một bài ca rất hay, khiến bao người thấy mê say. Và ta quen nhau, ta thiếu vũ bên nhau, nụ hôn thắm nồng, ta vừa trao nhau lần đầu. Rồi thời gian lặng lẽ cuốn mau, còn lại anh em khi đi mãi. Mùa đông năm nay anh thiếu vắng bên ai, mùa đông kéo dài cho lòng anh thêm lạnh lùng. Một mình anh với nỗi nhớ mong, một mùa đông mình anh đến sớm. Rồi thời gian lặng lẽ cuốn mau, còn lại anh em đi đi mau. Xin cảm ơn tất cả quý vị ạ.
Khi kết thúc vòng đấu bảng thì các đội sẽ được tập kết về điểm xuất phát. Bên cạnh đó, thời gian lâu hơn là do các huấn luyện viên còn phải đến ban tổ chức để bốc thăm khi mà có đến 3 đội bằng điểm nhau. Sau khi bốc thăm thì đã xác định 8 đội giành quyền vào chơi ở tứ kết, gồm có Sóc Ven Cũ, Sóc Sơ 1, Cái Đuốc Nhỏ, Cà Nhung, Thủy Liễu, Gò Đất, Tổng Quảng và Thôn Dôn. Cho đến lúc này thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu xuất phát của các trận đấu tứ kết cự ly 800m. Trận đấu đầu tiên là cuộc so tài giữa Sóc Ven Cũ gặp Thủy Liễu. Trận đấu thứ hai là Sóc Sơ 1 gặp Gò Đất. Trận đấu thứ ba là cuộc so tài giữa Cái Đuốc Nhỏ và Tổng Quảng. Và trận đấu tứ kết cuối cùng là cặp đấu giữa Cà Nhung và Thôn Dôn. Chắc chắn sẽ không lâu nữa thì trận đấu đầu tiên của tứ kết sẽ được xuất phát. Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Tại giải năm nay thì công tác tổ chức khá chu đáo, đặc biệt là công tác an ninh trật tự trên dòng sông Cái Lớn. Ít có những trường hợp những ghe máy chạy vào đua. Trên bảng đó là các đội giành quyền vào chơi ở tứ kết đã về điểm xuất phát, và chắc chắn trong một khoảng thời lâu gian không lâu nữa, chúng ta sẽ được chứng kiến những màn rượt đuổi ngoạn mục của các đội giành quyền vào chơi ở tứ kết. Thưa các bạn, như vậy cuộc so tài giữa Sóc Ven Cũ và Thủy Liễu đã bắt đầu. Đây là thời điểm mà các đội sẽ phải thi đấu hết mình, không thể thi đấu mang tính chiến thuật như ở vòng đấu bảng. Có vẻ như Sóc Ven Cũ đang có được một lợi thế khá lớn. Ở trận đấu này thì Thủy Liễu trong trang phục màu đỏ, còn Sóc Ven Cũ trong trang phục màu vàng. Ở nhiều góc máy quay khác nhau thì khó có thể xác định được đội nào đang chiếm được lợi thế. Có lúc thì Thủy Liễu, có lúc thì Sóc Ven Cũ. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Sóc Ven Cũ là một trong những đối thủ rất mạnh và không dễ để cho đối thủ vượt qua như Thủy Liễu. Ở trận đấu bán kết thứ hai vào lúc này cũng đã xuất phát, đó là cuộc so tài vượt giữa Sóc Sâu 1 và Gò Đất. Cho đến thời điểm này thì trận đấu diễn ra giữa Sóc Ven Cũ và Thủy Liễu đang bước vào giai đoạn mang tính quyết định. Khoảng cách về đích là không xa, họ đang nỗ lực. Đây được xem là giai đoạn nước rút của các đội, đặc biệt là Sóc Ven Cũ và Thủy Liễu, trong khi Sóc Sơ 1 và Gò Đất cũng đang tranh tài ở chặng đường đầu tiên. Cho đến lúc này thì Cái Đuốc Nhỏ và Tổng Quảng cũng đã xuất phát. Trận đấu cuối cùng của tứ kết là cuộc tranh tài giữa Cà Nhung và Thôn Dôn. Chúng ta hãy cùng xem pha về đích của Sóc Ven Cũ và Thủy Liễu. Rất quyết liệt. Thủy Liễu trong trang phục màu đỏ, còn Sóc Ven Cũ trong trang phục màu vàng. Có thể là Sóc Ven Cũ sẽ giành chiến thắng.
chúng ta hãy cùng dời xem. Thủy Liễu đang nỗ lực, nhưng có vẻ là Thủy Liễu đã để cho đối phương bỏ khá xa. Thưa các bạn, như vậy chiến thắng đã thuộc về Sóc Ven cũ cả một thân ghe. Như vậy cho đến lúc này thì Thủy Liễu đã chính thức chia tay cự ly 800m nam. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu tứ kết thứ hai, là cuộc tranh tài giữa Sóc Sâu 1 và Gò Đất. Cho đến lúc này thì Sóc Sâu 1 và Gò Đất cũng đang bước vào giai đoạn nước rút để về đích. Đội nào giành được chiến thắng ở trận đấu này sẽ gặp phải Sóc Ven cũ, đội thắng ở tứ kết 1. Mọi thứ cũng đang diễn ra khá quyết liệt. Sóc Sâu 1 đang có phần chiếm ưu thế so với đối thủ Gò Đất của Châu Thành. Sóc Sâu 1 trong trang phục màu vàng, còn Gò Đất trong trang phục màu đỏ. Và chúng ta hãy cùng chờ xem nỗ lực của Gò Đất có thể là ngược dòng. Không thể như vậy, xin chúc mừng Sóc Sâu 1 đã giành được chiến thắng ở trận tứ kết 2. Thưa các bạn, như vậy chúng ta sẽ tiếp tục đến với trận đấu tứ kết thứ 3. Đây là cuộc tranh tài giữa nhà đương kim vô địch Cái Rút Nhỏ gặp Tổng Quản. Ở trận đấu này thì Cái Rút Nhỏ có số đeo là số 6, còn Tổng Quản có số đeo là số 7. Cái Rút Nhỏ trong trang phục màu cam, còn Tổng Quản trong trang phục màu vàng. Và chúng ta hãy cùng chờ xem Tổng Quản đang quyết liệt để vượt qua. Thưa các bạn, như vậy cuối cùng Tổng Quản đã giành chiến thắng. Đây là một chiến thắng tuyệt vời của Tổng Quản, khi mà thời điểm trước khi về đích thì Tổng Quản đã đi sau so với Cái Rút Nhỏ là khoảng nửa thân ghe. Nhưng khi bước phá về đích thì Tổng Quản đã làm một cuộc lật đổ ngoạn mục để giành chiến thắng. Như vậy nhà đương kim vô địch Cái Rút Nhỏ đã trở thành nhà cựu vô địch. Chúng ta cùng đến với cặp đấu tứ kết cuối cùng diễn ra giữa Cà Nhung và Thôn Vô. Cà Nhung trong trang phục màu xanh có số đeo là số 10, còn Thôn Vô trong trang phục màu đỏ có số đeo là số 2. Cho đến lúc này thì hai ghe Cà Nhung và Thôn Dung cũng đã đi được nửa chặng đường. Có vẻ như Cà Nhung đang chiếm được lợi thế so với Thôn Dung ở nửa chặng đường đầu tiên. Và chúng ta hãy cùng chờ xem Thôn Dung sẽ bứt phá như thế nào, đặc biệt là giai đoạn về đích. Đội nào giành được chiến thắng ở trận đấu này sẽ gặp Tổng Quản ở trận đấu bán kết thứ hai. Rất hay, thưa các bạn. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Thưa các bạn, như vậy cuối cùng thì Cà Nhung đã giành chiến thắng. Thôn Dung đã để thất bại trước Cà Nhung với một khoảng cách là không xa. Một tình huống rất tiếc đối với Thôn Dung. Như vậy sau lượt trận đấu tứ kết thì cả nhà đương kim Áo Quân và nhà đương kim vô địch đều phải nói lời chia tay. Ở trận đấu bán kết, đó là cuộc so tài giữa Sóc Ven cũ và Sóc Sâu 1. Trận đấu bán kết 2 là cuộc so tài giữa Tổng Quản và Cà Nhung.
những trận đấu tứ kết đã diễn ra rất quyết liệt và hấp dẫn. Như vậy, cự ly 800m nam trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ còn lại là 4 trận đấu nữa. Và chắc chắn đó là những trận đấu rất hay. Chúng ta hãy cùng xem lại những tình huống về đích ở vòng đấu tứ kết. Đó là một pha chiến thắng thuyết phục của Sóc Trăng cũ, đã bỏ xa so với Thủy Liễu cả hơn một thân ghe. Còn đây là tình huống chiến thắng của Sóc Sâu. Sóc Sâu cũng vượt qua Gò Đất thuyết phục. Chỉ có trận đấu giữa Cà Nhung và Thôn Dung là trận đấu đầy căng thẳng. Đây là tình huống giành chiến thắng của Tổng Quản. Đó là trận đấu tứ kết thứ ba. Còn đây là trận đấu tứ kết cuối cùng. Rất hay. Nếu như khoảng cách còn khoảng 20m nữa thì nhiều khả năng là Thôn Dôn sẽ vượt qua. ในขมายเล
quý vị, và chúng ta cũng đã vừa theo dõi xong phần thi đấu của đợt thi đấu thứ tư. Và đây cũng là đợt thi đấu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Trong khi chờ đợi phần tổng kết và trao giải cho các đơn vị ghe ngò đạt thành tích xuất sắc trong buổi sáng ngày hôm nay ở cự ly 800m nam, xin mời quý vị cùng theo dõi các tiết mục văn nghệ sau đây. Tiết mục hát múa Ốc Ân Bốc, nhạc và lời Quách Trung Tính, biên đạo nghệ sĩ ưu tú Kim Limet, biểu diễn tốp ca và nhóm múa đoàn nghệ thuật Khmer Kiên Giang. Và ca khúc Gọi Tên Ngày Mới, sáng tác nhạc Võ Hoài Phúc, biểu diễn ca sĩ Thùy Dương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
chúng tôi xin mời đại diện trưởng đoàn hai đội ghe ngò Cà Nhung và Thôn Dung lại khu vực trọng tài. Đội Cà Nhung đâu? Muốn nụ hôn chia tay, cuộc đời đẹp biến mây. Lúc cô đơn đâu hay trong ta tình đầy. Và nụ hôn trao đi, người mỉm cười đôi khi. Những ưu tư lâu nay cũng qua. Người đâu biết tình đắng, đời đâu biết mộng vắng. Phố trường ngập đèn vàng, phố xa mưa răng. Yêu xa đã mòn lối, đời yêu hát mòn gối. Tháng ngày chìm dần vào đêm tối. Nhưng người đã đến như anh mặt trời, chiều tiên đang giận người, soi cho con tim ta ấm áp bao nhiêu niềm vui, bình minh sáng lên giữa cuộc đời sẽ mang đến nụ cười, hân hoan ta gọi tên ngày mai. Nụ hôn ấy như anh mặt trời, chiều tiên đang giận người, soi cho con tim ta ấm áp bao nhiêu niềm vui, bình minh sáng lên giữa cuộc đời sẽ mang đến nụ cười, hân hoan ta gọi tên ngày mai. Một nụ hôn trên tay, cuộc đời đẹp biến mây. Lúc cô đơn đâu hay trong ta tình đầy. Và nụ hôn trao đi, người mỉm cười đôi khi. Những ngủ từ lâu nay cũng qua. Người đâu biết tình đắng, đời đâu biết mộng vắng. Phố trường ngập đèn vàng, phố xa mưa răng. Người xa đã mòn lối, đời yêu hát mòn gối. Tháng ngày chỉ dần vào đêm tối. Nhưng người đã đến như anh mặt trời, chiều tia nắng dặn người, soi cho con tim ta ấm áp bao nhiêu niềm vui, bình minh sáng lên giữa cuộc đời sẽ mang đến nụ cười, hân hoan ta gọi tên ngày mới. Nụ hôn ấy như anh mặt trời, chiều tia nắng dặn người, soi cho con tim ta ấm áp bao nhiêu niềm vui, bình minh sáng lên giữa cuộc đời sẽ mang đến nụ cười, hân hoan ta gọi tên ngày mới. Nụ hôn ấy như anh mặt trời, chiều tia nắng dặn người, soi cho con tim ta ấm áp bao nhiêu niềm vui, bình minh sáng lên giữa cuộc đời sẽ mang đến nụ cười, hân hoan ta gọi tên ngày mới. Cảm ơn tất cả quý vị ạ. Vậy là sau khi ra bước đến và chúng tôi cũng đó có mời đại diện trưởng đoàn của
Thưa quý vị và các bạn, như vậy sau khi kết thúc vòng tứ kết thì chúng tôi đã nhận thấy ở lượt trận đấu cuối cùng là một cặp đấu diễn ra rất so kè nhau. Và ở góc máy quay của đài truyền hình, máy quay về đích, chúng tôi đã có một sự nhầm lẫn và rất mong quý vị và khán giả thông cảm. Và đó là một cuộc so tài diễn ra căng thẳng và cuối cùng phải xem lại camera matic của ban tổ chức. Và ban tổ chức đã quyết định đội Thôn Dung đã giành được chiến thắng và giành quyền vào chơi ở trận bán kết. Một lần nữa chúng tôi rất mong quý vị và các bạn thông cảm, bởi vì khả năng mà chúng tôi tác nghiệp có sơ suất, rất mong quý vị và các bạn tha thứ. Như vậy ở vòng bán kết sẽ là cuộc so tài diễn ra giữa Sóc Trăng cũ và Sóc Sơn 1. Trận đấu thứ hai bán kết là cuộc so tài giữa Tổng Quảng và Thôn Dung 2. Như vậy Thôn Dung đã giành quyền vào chơi ở bán kết. Như vậy đội đương kim Á quân vẫn còn đi tiếp, trong khi cái đút nhỏ là nhà đương kim vô địch đã phải nói lời chia tay. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, bốn đội giành quyền vào chơi ở bán kết tại cự ly 800m nam là cuộc so tài giữa Sóc Trăng cũ gặp Sóc Sơn 1. Tổng Quảng sẽ tranh tài với Thôn Dung 2. Trận đấu diễn ra ở tứ kết, trận đấu tứ kết thứ tư giữa Cà Nhung và Thôn Dung 2 diễn ra rất quyết liệt. Và ở cam về đích chúng tôi đã có sơ suất và đã thông báo nhầm Cà Nhung giành chiến thắng, nhưng thực tế khi xem lại camera đích của ban tổ chức thì đã quyết định Thôn Dung là đội giành chiến thắng. Và chúng tôi rất mong Cà Nhung cũng như là quý vị hâm mộ hết sức thông cảm và chia sẻ với đội ngũ tác nghiệp của chúng tôi. Thưa các bạn, như vậy cho đến lúc này thì trận đấu bán kết 1 diễn ra giữa Sóc Trăng cũ và Sóc Sơn 1 đã bắt đầu. Cả hai đều trong trang phục màu vàng. Sóc Trăng cũ có số đeo là số 3 ở phía bên xa đường đua. Còn Sóc Sơn 1 có số đeo là 11 ở phía góc máy gần đường đua của chúng ta. Cho đến thời điểm này thì bốn đội chắc chắn sẽ có được thứ hạng nhất nhì ba tư. Và chúng ta hãy cùng chờ xem đội nào sẽ có được thành tích tốt nhất. Đối với đua ghe ngò thì việc về đích cạnh tranh nhau từng cm một là điều thường xuyên xảy ra. Và có đôi khi cũng phải nhầm lẫn và nhờ đến sự can thiệp của các camera. Và trận bán kết 2 giữa Tổng Quảng và Thôn Dung vào lúc này cũng đã xuất phát. Thôn Dung trong trang phục màu đỏ có số đeo là số 2. Như vậy ở trận tứ kết thứ tư, trận đấu tứ kết cuối cùng, Thôn Dung đã làm một cuộc bứt phá ngoạn mục khi chúng tôi xem lại camera của ban tổ chức. Thì đó là một chiến thắng rất nỗ lực của Thôn Dung. Sau trận đấu này thì hai đội thua sẽ gặp nhau tại trận tranh hạng 3. Còn hai đội thắng sẽ bước vào chơi trận chung kết và tranh hạng nhất. Cho đến lúc này thì hai đội Sóc Trăng cũ và Sóc Sơn 1 đang bước vào giai đoạn quyết liệt. Và đương nhiên chúng ta sẽ cần phải xác định một cách kỹ lưỡng hơn để xác định đội giành chiến thắng, nhất là những tình huống so kè như thế này. Mọi thứ càng diễn ra khó khăn hơn. Chúng tôi nhận thấy Thôn Dung đang làm một cuộc bứt phá gần giống như ở trận đấu tứ kết thứ tư. Vào lúc này thì Sóc Sâu có số đeo là số 3 cũng đang phần nào chiếm ưu thế so với Sóc Sâu 1. Sóc Vàng đang ở phía xa bờ. Cho đến lúc này thì Sóc Ven cũ được xem là ứng cử viên cho chức vô địch. Trong khi đó thì Sóc Sâu là một trong những đội cũng rất mạnh, có truyền thống và có nhiều thành tích tại giải đấu này. Rất hay thưa các bạn. Như vậy theo góc máy quay của chúng
chúng tôi thì Sóc Sâu là đội giành chiến thắng. Thưa các bạn, như vậy ở trận bán kết đầu tiên chúng tôi đã tìm được đội giành chiến thắng, đó là Sóc Sâu 1 và tiếp theo là Tổng Quảng và Thôn Dung. Cho đến lúc này thì Tổng Quảng và Thôn Dung cũng bước vào giai đoạn mang tính quyết định. Họ sẽ bằng bằng tiếng về đích. Thôn Dung đã có chiến thắng ngoạn mục ở tứ kết và giờ đây tinh thần rất thoải mái. Ở góc máy quay này thì Thôn Dung đang gặp bất lợi. Và chúng ta hãy cùng chờ xem khả năng bứt phá giai đoạn cuối của Thôn Dung là tuyệt vời. Đội chiến thắng sẽ gặp Sóc Sâu 1. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Như vậy là khoảng cách quá xa. Tuyệt đối. Chiến thắng tuyệt đối của Tổng Quảng. Thưa các bạn, như vậy bước vào vòng chung kết thì Sóc Sâu cũ sẽ gặp Thôn Dung. Như vậy đương kim báo quân dù đã vượt qua được tứ kết nhưng đã để thua ở trận đấu bán kết trước Tổng Quảng. Chúng ta hãy cùng xem lại những tình huống về đích của các đội ở vòng bán kết. Còn trận tranh hạng nhất sẽ là cuộc so tài giữa Sóc Sâu 1 và Tổng Quảng. Đây là tình huống về đích tuyệt vời của Sóc Sâu 1. Đây là một chiến thắng thuyết phục. Vào 14 giờ hôm nay sẽ diễn ra cự ly 800m nam nữ phối hợp, đó cũng là một nội dung rất hấp dẫn. Cự ly 800m nam nữ phối hợp chỉ có 7 đội tham gia và được chia thành hai bảng. Tại bảng A gồm có Sóc Sâu cũ, Cái Đút Nhỏ, Sóc Sâu 1 và Tổng Quảng. Bảng B có Chắc Ca Cũ, Cà Nhung và Sóc Sâu mới. Cho đến lúc này thì các đội là Sóc Sâu cũ, Sóc Sâu 1, Tổng Quảng và Thôn Dung đang được điều về điểm xuất phát để tiếp tục thi đấu vòng chung kết. Chắc chắn sẽ không lâu nữa chúng ta sẽ tìm ra được nhà vô địch của cự ly 800m dành cho nam. Cuộc đua ghe ngò tại giải tại ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ 14 năm 2022. Ở lượt trận đấu đầu tiên của Sóc Sâu 1, đội này nằm ở bảng B. Sóc Sâu 1 đã giành chiến thắng trước Cà Nhung
sang lượt trận đấu thứ hai thì Sóc số 1 lại đánh bại Chắc Kha Cũ của Châu Thành. Bước vào lượt trận đấu thứ ba của vòng bảng thì Sóc số 1 đã có chiến thắng trước Thủy Liễu của Cầu Wow. Với 3 chiến thắng liên tiếp thì Sóc số 1 đã đứng nhất bảng B và bước vào tứ kết, dễ dàng vượt qua được Gò Đất của Châu Thành. Tại trận đấu bán kết thì Sóc số 1 không khó để giành chiến thắng trước Sóc Ven Cũ và băng băng tiến về đích với 5 trận thắng liên tiếp. Trong khi đó, tổng quản của Gò Quao ở vòng đá bảng nằm ở khuôn khổ bảng A. Trận đấu đầu tiên của tổng quản, đội này đã giành chiến thắng được Sóc Ven mới. Bước vào trận đấu thứ hai, tổng quản đã vượt qua được Sóc Ven cũ. Ở lượt trận đấu cuối cùng của vòng đấu bảng thì tổng quản đã để thua về mặt chiến thuật trước Gò Đất của Châu Thành. Dù vậy nhưng tổng quản cũng đã về nhì ở bảng A và giành quyền vào chơi ở tứ kết, gặp phải cái đút nhỏ, gặp phải một đối thủ rất nặng ký. Tuy nhiên ở vòng tứ kết thì tổng quản cũng không khó để giành chiến thắng trước cái đút nhỏ và băng băng tiến vào bán kết, gặp phải Thôn Dung, nhà đương kim áo quân. Và trận đấu bán kết vừa rồi thì tổng quản đã có một chiến thắng rất hay trước Thôn Dung để giành quyền vào chơi trận chung kết tranh hạng nhất cùng với Sóc số 1. Trong khi đó thì Sóc Ven cũ của Gò Quao cũng nằm trong khuôn khổ bảng A. Tại trận đấu đầu tiên của Sóc Ven cũ ở vòng đấu bảng thì đội này đã đánh bại được Gò Đất của Châu Thành. Bước vào vòng đấu thứ hai thì Sóc Ven cũ đã để thua tổng quản. Sang vòng đấu thứ ba thì Sóc Ven cũ cũng đã có được một chiến thắng khá hay để giành quyền vào chơi ở tứ kết. Tại tứ kết thì Sóc Ven cũ đã có một chiến thắng thuyết phục trước Thủy Liễu. Nhưng đáng tiếc là khi bước vào trận bán kết, Sóc Ven cũ gặp phải đối thủ quá mạnh là Sóc Sâu và đội này đã đành phải bước vào chung kết để tranh hạng ba cùng với Thôn Dung. Quá trình thi đấu của Thôn Dung thì đội Thôn Dung của thành phố Rạch Giá nằm trong khuôn khổ bảng C. Tại bảng đấu này chỉ có 3 đội cùng với cái đút nhỏ và Sóc Sâu 2. Có nghĩa là tại bảng C bao gồm theo lịch bốc thăm ngẫu nhiên thì bao gồm nhà đương kim vô địch và nhà đương kim áo quân đều đã nằm ở bảng đấu này cùng với Sóc Sâu 2. Ở vòng đấu bảng, ở lượt trận đấu đầu tiên thì Thôn Dung đã vượt qua được cái đút nhỏ, đòi lại ngay món nợ của trận chung kết năm 2019. Ở đợt đấu, ở lượt trận thứ hai của vòng bảng thì do tính chất bảng đấu này có 3 đội nên Thôn Dung được miễn thi đấu. Ở vòng đấu thứ ba của vòng đấu bảng thì Thôn Dung thành phố Rạch Giá lại để thua Sóc Sâu 2. Tuy nhiên thì với thành tích một trận thắng và một trận thua ở vòng bảng thì Thôn Dung cũng đã về nhì ở bảng C và giành quyền vào chơi ở tứ kết. Tại tứ kết thì Thôn Dung đã vượt qua được Cà Nhung ngoạn mục ở những giây cuối cùng và giành quyền vào chơi ở bán kết. Tại bán kết thì Thôn Dung cũng được đánh giá rất cao. Tuy nhiên đáng tiếc là Thôn Dung đã không thể nào vượt qua được tổng quản và Thôn Dung chỉ còn trông chờ vào vị trí thứ ba khi mà bước vào chơi ở trận chung kết tranh hạng ba cùng với Sóc Ven cũ. Vào lúc này thì tại sông Cái Lớn, huyện Gò Vau, tỉnh Kiên Giang, nắng đã lên khá gắt, thế nhưng người dân nơi đây vẫn không ngần ngại để tiếp tục theo dõi
những trận đấu quan trọng cuối cùng của cự ly 800m nam để tìm ra chủ nhân của nội dung này, để tìm ra nhà vô địch của nội dung này. Trong khi đó thì các nhà đương kim vô địch cùng với đương kim á quân đều đã được xem là cựu nhà vô địch và cựu đương kim á quân. Thi Thông Dung nếu như chiến thắng ở trận chung kết trận hạng 3 thì cũng chỉ giành được vị trí thứ 3 của giải đấu năm nay, đã tụt một bậc so với đương kim á quân của giải năm 2019. Trong khi đó thì cái đuốc nhỏ đã phải nói lời chia tay sau khi kết thúc vòng đấu tứ kết. Cho đến lúc này thì khả năng lên ngôi chỉ còn lại hai đội, đó là Sóc Sơn 1 và Tổng Quảng. Qua quá trình thi đấu 5 trận liên tiếp không thua của Sóc Sơn 1, điều đó đã cho thấy hiện Sóc Sơn 1 đang thể hiện rõ quyết tâm và được đánh giá rất cao với ứng cử viên cho chức vô địch cự ly 800m nam của giải năm nay. Không chỉ năm nay mà Sóc Sơn 1 có một bề dày truyền thống thi đấu với thành tích rất tốt của ngày hội văn hóa thể thao du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang qua nhiều lần. Có những năm không giành được chức vô địch thì Sóc Sơn 1 cũng thường là ở vị trí thứ nhì, thứ ba, luôn luôn tiến vào đến bán kết và chung kết. Ít khi Sóc Sơn 1 bị loại ở vòng đấu bảng. Vào sáng ngày mai thì cũng tại sông Cái Lớn huyện Gò Quao sẽ diễn ra cự ly 1200m nam. Ở cự ly này thì có 12 đội tham dự được chia thành 4 bảng. Mỗi bảng sẽ có 3 đội thi đấu vòng tròn. Tại bảng A gồm có Sóc Sơn 2, Thôn Dôn, Sóc Ven Cũ. Bảng B có Gò Đất của Châu Thành, Sóc Ven Mới, Cái Đuốc Nhỏ. Bảng C có Tổng Quảng, Thủy Liễu, Chắc Kha Cũ. Bảng D gồm có Cà Nhung, Sóc Sơn 1 và Thác Lát của Dòng Riền. Đội Thác Lát của Dòng Riền là một trong những đội thi đấu rất hay vào năm 2019. Hiện tại khi tham gia cự ly 1200m nam thì Thác Lát được xem là nhà đương kim vô địch, bởi vì trong năm 2019 lúc ấy Thác Lát là đội đoạt chức vô địch. Ở cự ly 1200m nam, đội Thác Lát đang nỗ lực để bảo vệ thành công chức vô địch của mình khi mà họ không tham gia cự ly 800m nam mà dồn sức cho cự ly 1200m nam. Vào sáng ngày mai chúng ta sẽ chú ý Thác Lát sẽ thi đấu như thế nào. Hy vọng là họ sẽ giữ vững được sức mạnh và giành chiến thắng băng băng tiến về đích để bảo vệ thành công chức vô địch. Đó cũng là một chiến thuật của huấn luyện viên bên phía đội Thác Lát khi mà họ không tham gia cự ly 800m nam mà dưỡng sức cho cự ly thế mạnh của mình là 1200m nam. Trong khi đó thì Thôn Dung cũng thi đấu tới hai nội dung liên tiếp. Hôm nay thi đấu nội dung 800m nam và ngày mai vào lúc 7:30 phút ngày 9 tháng 11 thì Thôn Dôn cũng sẽ thi đấu cự ly 1200m nam. Đương nhiên sau một ngày thi đấu đến 6 trận thì rõ ràng Thôn Dôn cũng rất khó để hồi phục một thể trạng tốt của các vận động viên để tranh tài ở cự ly 1200m nam có thành tích tốt nhất vào ngày mai. Trong khi đó thì Thác Lát đang chờ đợi các đối thủ. Thôn Dôn là đội đứng nhì ở cự ly 1000m nam
vào năm 2019. Thưa các bạn, như vậy cho đến thời điểm này thì các đội như Sóc Trăng cũ, Sóc Sơn 1, Tổng Quảng và Thôn Vuông đã trở về vạch xuất phát và chuẩn bị bước vào vòng chung kết để tranh hạng 3 và tranh hạng nhất. Ở các mùa giải trước thì ban tổ chức sẽ trao thưởng từ hạng nhất cho đến hạng 4. Xem ra bước vào chung kết thì các đội đều đã có giải. Tuy nhiên tất cả đều muốn mình phải có một thứ hạng cao hơn và giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng. Khi đoạt giải và có được chiến thắng ở vị trí cuối cùng, ở trận đấu cuối cùng sẽ vui hơn rất nhiều. Chính vì thế mà các đội đều luôn nỗ lực. Mặc dù nắng lên nhưng bà con càng lúc càng đông để đến cổ vũ cho các đội. Những trận đấu cuối cùng bao giờ cũng diễn ra rất quyết liệt, căng thẳng và hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đàn xuân đốt xin từ đôi vinh miền ni than xô kia các bạn khán giả truyền hình thân mến, mời quý vị và các bạn trở lại với sông Cái Lớn, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục theo dõi hai trận đấu cuối cùng ở cự ly 800m của cuộc thi đua ghe ngò tại ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ 14 năm 2022.
Trận đấu đầu tiên sẽ là trận tranh hạng 3 diễn ra giữa Sóc Trăng cũ và Thôn Dung. Và trận tranh hạng nhất là cuộc so tài giữa Sóc Sơn 1 và Tổng Quảng. Cho đến lúc này thì bốn đội đang tập kết về điểm xuất phát và chuẩn bị cho trận đấu mang tính chất quyết định này. Sau khi các đội về đích thì chúng tôi tiếp tục mời quý vị và các bạn nán lại màn hình để theo dõi buổi lễ phát thưởng dành cho các đội đạt thành tích tốt ở nội dung 800m dành cho nam. Khác với những lần thi trước thì đến cuối cùng ngày bế mạc mới trao thưởng, còn hiện tại thì các đội sẽ được trao thưởng ngay sau khi về đích. Thưa các bạn, như vậy cho đến lúc này thì cuộc đua giữa Sóc Trăng cũ và Thôn Dung đã được xuất phát. Thôn Dung là đội có số đeo số 2 trong trang phục màu đỏ ở gần bờ hơn so với Sóc Trăng cũ trong trang phục màu vàng. Các đội đang rất nỗ lực để có được thành tích tốt nhất tại giải đấu này, đặc biệt là cự ly 800m nam. Để bước vào chơi ở vòng đấu chung kết thì rõ ràng các đội đã phải trải qua đến 5 trận đấu trước đó. Cho đến lúc này thì Sóc Trăng cũ và Thôn Dung đã bước vào nửa chặng đường còn lại. Thưa các bạn, như vậy hai đội Sóc Sơn 1 và Tổng Quảng cũng đã xuất phát cho vị trí số 1 của cự ly 800m nam. Thứ đang diễn ra rất quyết liệt và hai bên bờ sông Cái Lớn của huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, cổ động viên đang nhiệt tình reo hò để cổ vũ cho đội nhà. Cho đến lúc này thì chúng tôi nhận thấy Thôn Dung cũng đang có được phần nào ưu thế so với đối thủ là Sóc Trăng cũ. Đây là một sự cạnh tranh khốc liệt, họ sẽ dùng sức và quyết tâm rất cao cho trận đấu cuối cùng, trận chung kết tranh hạng 3. Trong khi đó thì Sóc Trăng cũ và Tổng Quảng cũng làm điều tương tự cho vị trí số 1. Những cuộc bứt phá về đích là thế mạnh của Thôn Dung, và chúng ta hãy cùng chờ xem. Chúng tôi nhận thấy Sóc Trăng cũ cũng đang không hề kém cạnh so với Thôn Dung. Cự ly khoảng cách về đích là còn không xa, rất là gần. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Rất quyết liệt, và chúng ta hãy cùng chờ xem. Thôn Dung đang bứt phá. Thôn Dung đang bứt phá. Rất hay, rất hay. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Thôn Dung, như vậy có nhiều khả năng Thôn Dung sẽ là đội đứng thứ 3. Rất hay, rất hay. Một trận đấu quá tuyệt vời của Thôn Dung. Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng đến với trận tranh hạng nhất diễn ra giữa Sóc Trăng cũ và Tổng Quảng. Xin lỗi các bạn, Sóc Sơn 1 và Tổng Quảng. Sóc Sơn 1 là đội trên ảnh của quý vị và các bạn có số đeo 11. Trong khi đó Tổng Quảng đang là đội ở phía xa bờ. Tổng Quảng có số đeo là số 7.
góc quay này thì chúng ta đã thấy nỗ lực vượt qua của Sóc Trăng cũ. Tuy nhiên điều đó cũng chưa hoàn toàn chính xác, khi mà mỗi góc quay thì đều có một khoảng cách và một góc nhìn khác nhau. Thế các bạn cũng đã về đích. Như vậy đội số 11 là Sóc số 1 đã giành được chiến thắng và trở thành nhà vô địch của giải đấu năm nay. Xin chúc mừng đội Sóc số 1. Đội đứng thứ nhì là Tổng Quản. Thưa các bạn, như vậy kết thúc cuộc đua cự ly 800m. Đội giành được vị trí số 1 và trở thành nhà vô địch ở cự ly này đó là Sóc số 1. Trên màn của quý vị và các bạn, đội đứng thứ nhì là đội Tổng Quản. Cặp đấu giữa Sóc Trăng cũ và Thôn Duông thì theo góc máy của chúng tôi thì Sóc Trăng cũ đã giành chiến thắng, và chúng ta cũng còn chờ xem quyết định của ban tổ chức. Chúng ta hãy cùng xem lại hình ảnh về đích của vòng chung kết và một lần nữa chúng ta sẽ xác định đội giành chiến thắng. Thưa các bạn, như vậy số 2 là người theo chúng tôi, với góc nhìn của chúng tôi thì số 2 là đội về hạng 3, đó là của chùa Thôn Duông. Còn đây là tình huống chiến thắng thuyết phục của Sóc số 1. Sau trận đua này thì ban tổ chức sẽ trao thưởng, sẽ làm lễ trao thưởng đối với các đội có thành tích cao là Sóc số 1, Tổng Quản, Thôn Duông và Sóc Trăng cũ. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Dập nhiều thuyền đua, dòng sông mai dập cua. Hey giờ giờ hey giờ giờ xa rồi dặn ấy xa rồi dặn. Thuyền đua tung bọt sóng, ta giắt tay lại thuyền đi. Hey giờ giờ hey giờ giờ xa rồi dặn ấy xa rồi dặn. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là tổ trọng tài mức đến đã xem camera trận tranh hạng 3 giữa Sóc Trăng cũ và Thôn Duông. Đội giành chiến thắng là đội Thôn Duông của thành phố Rạch Giá. Xin chúc mừng đội Thôn Duông. Xin mời bốn gây ngon chúng ta di chuyển về khu vực khán đài để ban tổ chức tiến hành trao giải thưởng cho các đội gây ngon đặt thứ hạng nhất, nhì, ba và hạng tư. Và chiều nay chúng ta sẽ tiến hành thi đấu vào lúc 14 giờ, đúng 14 giờ chúng ta sẽ xuất phát các cự ly. Đề nghị các gây ngon chúng ta sẽ có mặt ở vào lúc 13:30, tức là 1:30 chiều nay, để chúng ta chuẩn bị cho các cái đợt thi đấu. Đúng 2 giờ chiều nay sẽ tiến hành thi đấu cự ly 800m phối hợp nam nữ. Dập nhiều thuyền đua, dòng sông mai dập cua. Hey giờ giờ hey giờ giờ xa để dặn ấy xa để dặn. Thuyền đua tung bọt sóng, ta giắt tay lại thuyền đi. Hey giờ giờ hey giờ giờ xa để dặn ấy xa để dặn. Bừng lên sức trai hát à dây cho đời vui. Hey giờ giờ hey giờ giờ xa để dặn ấy xa để dặn. Tuột ngò dâm sắc theo qua, hay giờ giờ hay giờ giờ xa để dặn ấy xa để dặn, thuộc ngò chắc theo qua chắc theo qua lơ tầng xây, hay giờ giờ hay giờ giờ xa để dặn ấy xa để dặn, thuộc
có bóng nắng tây lọt ở dây tam trăng hình quang. Hey yo yo, hey yo yo, xa thì dặn, hey xa thì dặn. Trên sông quê hương cờ vui xuân sang lời ca tưng bừng. Ban tổ chức xin mời toàn thể quý vị cùng các đội chúng ta ổn định để chuẩn bị đến với phần tổng kết và trao giải đua ghe ngò cự ly 800m nam trong buổi sáng ngày hôm nay. Thi đấu rất là kịch tính thì đến thời điểm này ban tổ chức cũng đã chọn lựa ra được 4 đội đạt thành tích xuất sắc ở cự ly 800m nam đua ghe ngò lễ hội văn hóa thể thao du lịch đồng bào Khmer lần thứ 14 năm 2022. Và ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại diện 4 đội đạt thành tích cao nhất ở các phần đua sáng ngày hôm nay, chúng ta cùng bước lên sân khấu. Xin mời đại diện đội ghe ngò Sóc Ven Cũ Gò Quao, xin mời đại diện đội Công Dương thành phố Rạch Giá, xin mời đại diện đội ghe ngò đến từ tổng quản Gò Quao, và xin mời đại diện đơn vị đội ghe ngò Sóc Sông Một Gò Quao. Xin mời đại diện các đơn vị, xin mời đại diện các đơn vị, chúng ta tập trung phía sau. Mời quý vị chúng ta cùng bước xuống phía sau một nhận thưởng ạ. Xin mời ạ. Vâng, kính thưa quý vị, trên sân khấu hiện nay chúng ta là đại diện cũng như là các vận động viên của các đội ghe ngò đạt thành tích xuất sắc trong hội thi ghe ngò sáng ngày hôm nay. Và bây giờ chúng tôi sẽ được công bố và trao giải thưởng. Kính thưa quý vị, giải tư của đội ghe ngò 800m nam hôm nay đã thuộc về đơn vị Sóc Quê Cũ Gò Quao. Và chúng tôi trân trọng kính mời ông Lê Chí Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gò Quao, thành viên ban tổ chức lên trao giải tư cho đơn vị ghe ngò đạt giải. Kính thưa quý vị, giải tư của chúng ta sẽ là đạt có giá trị 12 triệu đồng tiền mặt. Và chúng tôi cũng xin mời đại diện đơn vị đạt giải 3, đó là đơn vị đội ghe ngò Thung Dương thành phố Rạch Giá. Xin mời đại diện đơn vị bước lên một nhận giải thưởng. Và trân trọng kính mời ông Lê Kim Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gò Quao trao giải ba cho đơn vị của chúng ta. Giải ba trị giá 16 triệu đồng thưa quý vị. Tiếp theo xin được trao giải nhì. Và xin trân trọng kính mời đại diện đơn vị ghe ngò tổng quản Gò Quao bước lên một nhận thưởng. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang, Phó ban chỉ đạo các sự kiện lễ hội văn hóa thể thao du lịch tỉnh Kiên Giang, Phó ban tổ chức ngày hội lên trao giải nhì cho đơn vị tổng quản Gò Quao. Giải nhì chúng ta trị giá 24 triệu đồng tiền mặt thưa quý vị. Và bây giờ là phần công bố giải nhất. Xin mời đại diện đơn vị ghe ngò Sóc Sâu Một Gò Quao. Và chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao sẽ trao giải nhất cho đơn vị xuất sắc của chúng ta. Giải nhất chúng tôi trị giá 20 triệu đồng tiền mặt và một phần thưởng từ nhà tài trợ, đó là một chiếc xe Honda Black trị giá 20 triệu đồng.
của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Kim Việt tài trợ. Và chúng ta cùng dành một tràng hối tay để chúc mừng cho các đơn vị ghe ngò đã thành tích xuất sắc trong buổi sáng ngày hôm nay. Và xin cảm ơn các vị đại biểu. Và bây giờ là phần công bố giải nhất. Xin mời.